Sau đây em sẽ trình bày đến các anh chị cách đăng tải lên module thư viện âm nhạc. Đầu tiên, trên trang cổng thông tin điện tử, các anh chị sẽ kích vào module thư viện âm nhạc. Các anh chị sẽ cần quan tâm đến 3 mục. Thứ nhất, mục quản lý audio. Thứ hai, quản lý nhóm. Thứ ba là mục thiết lập. Đầu tiên, các anh chị muốn đặt tên cho nhóm audio, các anh chị sẽ kích chuột vào mục quản lý nhóm. Các anh chị muốn đặt tên cho nhóm thì các anh chị sẽ kích chuột vào nút thêm. Các anh chị muốn đặt tên cho nhóm audio, các anh chị sẽ kích chuột vào mục tên nhóm audio. Ví dụ các anh chị đặt tên cho nhóm audio là phát thanh truyền hình thì các anh chị sẽ nhập là phát thanh truyền hình. Các anh chị có hình ảnh minh họa thì các anh chị sẽ đính kèm hình ảnh minh họa bằng cách kích chuột vào nút diệt. Các anh chị nếu không có hình ảnh minh họa thì các anh chị có thể để trống mục này. Sau khi nhập xong những thông tin trên giao diện này, các anh chị sẽ kích chuột vào nút lưu để lưu lại những thông tin các anh chị vừa nhập. Mục thứ hai các anh chị cần quan tâm là mục quản lý audio. Các chị muốn thay tên audio, các chị sẽ kích chuột vào nút thêm. Đầu tiên các chị sẽ đặt tên cho audio. Ví dụ các chị đặt tên cho audio là phát thanh ngày 4 tháng 11 thì các chị sẽ nhập. Sau đó các chị sẽ đính kèm file audio bằng cách bấm vào nút duyệt. Ví dụ các chị muốn đăng tải bài hát về cây lúa hôm nay, các chị sẽ kích chọn bài hát này. Sau đó các chị sẽ kích chọn album. Các chị sẽ kích chuột vào nút lưu để lưu lại những thông tin các chị vừa nhập. Sau khi các anh chị sẽ nhìn thấy tên audio phát thanh ngày 4 tháng 11 đã thể hiện trên giao diện, các anh chị sẽ cần quan tâm đến mục thứ ba là mục thiết lập.
Nếu các anh chị chỉ muốn nhóm audio các anh chị mới vừa đang thể hiện trên trang chủ thì các anh chị sẽ kích chọn hiển thị theo nhóm. Sau đó các anh chị sẽ chọn tên nhóm audio là phát thanh truyền hình. Đây là nhóm audio các anh chị mới vừa thêm mới. Các anh chị sẽ chọn hiển thị theo nhóm. Hiển thị trực tiếp nghĩa là hiển thị tất cả các tên nhóm audio mà các anh chị mới vừa đăng tải. Hiển thị theo nhóm thì chỉ hiển thị những nhóm mà các anh chị chọn. Các anh chị sẽ kích chuột vào mục hiển thị nhóm thì nó sẽ hiển thị nhóm phát thanh truyền hình. Các anh chị sẽ kích chuột vào nút cập nhật để lưu lại những thông tin các anh chị mới vừa thay đổi. Các anh chị sẽ quay về trang chủ để xem mô đun thư viện âm nhạc đã thể hiện những tên nhóm audio các anh chị mới vừa chọn. Các anh chị sẽ kích chuột vào mô đun thư viện âm nhạc. Các anh chị sẽ thấy được trang mô đun này thể hiện một nhóm audio là phát thanh truyền hình. Lúc nãy các anh chị đã chọn trong mục thiết lập. Vừa rồi em đã trình bày đến các anh chị cách đăng tải trên module thư viện âm nhạc. Chúc các anh chị sẽ thao tác thành công.